Thanh Tùng kêu trả lời chào tới ngồi đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Đầu tiên phải uh, có lời chúc Happy Valentine tới tất cả những quý vị nào đã yêu, đang yêu và sắp yêu. Vì là Valentine, cho nên năm nay quý vị thấy Thanh Tùng xí xọn hơn mọi bữa. Mà thật ra ngày nào cũng xí xọn hết, đó. không có ngày nào mà đàng hoàng trơn á. Hôm nay em xí xọn hơn mọi bữa thôi. Uh, thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay, em sẽ mang đến cho quý vị bởi vì lễ tình nhân mà nên em mang đến quý vị một cái cuộc nghiên cứu cho biết rằng là thành phố nào mà có gì dễ dàng tìm được tình yêu bền vững nhất ở nước mỹ này nếu mà hỏi ở nước mỹ này thành phố nào là thành phố ăn chơi suốt ngày đêm dễ trả lời las vegas đúng không quý vị ờ, nếu mà hỏi thành, thành phố nào trên toàn nước mỹ mà quy tụ nhiều hãng xưởng công ty điện tử nổi tiếng bậc nhất trên toàn thế giới dễ trả lời san jose À, thí dụ cũng vậy rồi khi quý vị hỏi là thành phố nào trên toàn nước mỹ nơi quy tụ những hệ thống bệnh viện lớn tối tân hiện đại bậc nhất của nước mỹ dễ houston thí dụ cũng như vậy nhưng quý vị có bao giờ nghe người ta nói với quý vị là thành phố nào mà quý vị đến đó quý vị dễ dàng tìm được cho mình một tình yêu bền vững, một tình yêu bất diệt forever love không? Quý vị đoán thử xem đó là thành phố nào? Thanh Tùng sẽ trình bày cho quý vị top 5 năm thành phố hàng đầu tại nước Mỹ. Ai đang đi tìm kiếm tình yêu trong vô vọng? Ai đã đến sai chỗ lộn nơi để tìm tình yêu và vẫn còn cô đơn phải tới những nơi này và hy vọng quý vị sẽ tìm được tình yêu vĩnh cửu. Thanh Tùng sẽ kể quý vị nghe sau ít phút quảng cáo. <laughs> Không phải quảng cáo mà là bảo trợ. Bây giờ thì uh, cho Thanh Tùng được giới thiệu với quý vị các bảo trợ cho chương trình uh, Hot News sẽ Thanh Tùng vào dịp Valentine vào ngày hôm nay. Cháo đêm 360 cũng là nhà hàng 360 trong khu Grand Century Mall tăng cường hàng loạt món cháo ngon hết sảy. Cháo đêm 360 với cháo ếch Singapore, cháo cá tươi, cháo dịch và gỏi dịch, cháo gà và gỏi gà, bắt đầu phục vụ từ 5 giờ chiều đến nửa đêm mỗi ngày. 360, nhà hàng 360 669 230 6854. Xuân Vân Healthcare và dược thảo toàn chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này, mua hai sản phẩm Menado sẽ được tặng 1. và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408 9297 An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương trong dịp Giáng sinh và Tết Nguyên Đán, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lệ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh: chi nhánh 1648 Tholi Road 408 270 1027, Chi nhánh 1912 Ebon Road 408 528 6789, chi nhánh 769 X Capital Avenue Milpitas 408 586 9999. Paloma Cafe ngay mặt tiền của thương xá Grand Santre Mall San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam, đang cận nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408 277 0922. vị đi tìm tình yêu mà tìm lộn chỗ lộn nơi trong suốt những năm vừa qua. Nghĩ rằng đó là tình yêu nhưng khi uh, chạm mặt rồi đó, thì thì mình biết rằng là không có phải tình yêu mà là cái gì đó. Thôi thì cất cái vô trong tim thành một kỷ niệm thôi. Đúng không quý vị? Thì bây giờ như vậy. Đây là một trong những cuộc nghiên cứu có dữ kiện, có phân tích, có so sánh đàng hoàng. Họ dựa trên nhiều thước đo khác nhau, nhiều tiêu chuẩn khác nhau để xác định nơi nào là nơi tốt nhất để quý vị trao trái tim của mình cho người mà quý vị thương yêu giờ quý vị muốn chia sẻ phần còn lại cuộc đời của mình nơi nào vậy quý vị có một trang web chuyên chia sẻ về các bí quyết yêu đương họ đã đặt các thước đo các điều kiện lại với nhau so, so sánh phân tích các dữ kiện với nhau để trả lời câu hỏi thành phố nào của nước mỹ là nơi tốt nhất để tìm tình yêu vĩnh cửu. Thì thưa quý vị, <laughs> trang web đó chính là trang web Finance Boost. Finance Boost nghe cũng lạ. Nghe chữ Finance, cứ tưởng rằng là đây là trang web chuyên môn so sánh, phân tích và cho tip để uh, chơi stock <laughs> hay là mua tiền ảo hay là đầu tư tiền bạc. Thí dụ như vậy, nghe chữ Finance Boost nhưng là lại là trang web cung cấp những thông tin về yêu đương mới ghê chứ. Rồi, kết quả như sau, đứng hạng nhất nha quý vị, đứng hạng nhất. Nơi mà quý vị dễ tìm tình yêu vĩnh cửu nhất trên toàn nước Mỹ đó chính là thành phố San Louis thuộc về tiểu bang Missouri. Đứng hạng nhì là thành phố Minneapolis. Đứng hạng ba là thành phố Boston, đứng hạng tư là thành phố Pittsburgh thuộc tiểu bang Pennsylvania và đứng hạng năm là thành phố Richmond thuộc tiểu bang Virginia. Rồi quý vị có, dễ có nhắc lại không? Nhắc lại nha. Đứng nhất, đứng nhất luôn. Nơi mà có vị tới là có vị rất dễ tìm tình yêu vĩnh cửu. Đó chính là St. Louis thuộc tiểu bang Missouri. Đứng thứ nhì, Minneapolis. Đứng thứ ba, thành phố Boston. Đứng thứ tư, thành phố Pittsburgh thuộc tiểu bang Pennsylvania và đứng thứ năm là thành phố Richmond thuộc tiểu bang Virginia. Thật ra, quý vị đã nghe có những cái câu khẩu hiệu rồi là Virginia là nơi thật sự dành cho những người yêu nhau. Đó là một tiểu bang mà quý quý vị thấy nhìn thấy là, là khí hậu nó mát mẻ, nó xe lạnh. Tiểu bang đẹp, tiểu bang mà thiên nhiên dành cho nhiều ưu đãi và đó là tiểu bang mà quý vị dễ dàng nhìn thấy các đôi tình nhân họ yêu nhau và họ gắn bó với nhau dài lâu. Đúng không quý vị? Rồi, ờ uh, riêng về thủ đô qua thịnh đốn. Ừ, thủ đô Quỳnh Đốn nơi mà người ta xem đó là cái 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 thành phố nổi tiếng về chính trị nó là đầu não của chính trị nó là nơi mà cũng của những cái game về chính trị được mang ra được chơi với nhau thì thủ đô qua thịnh đốn đứng hàng thứ 8 nha quý vị. Đứng hàng thứ 8 cho những nơi mà yêu nhau dài lâu nha. Đó, ghê không? Ok, thật ra ha, thật ra quý vị, có tổng cộng là một số các thành phố, 11 thành phố ở miền Đông Hoa Kỳ và 5 thành phố ở miền Tây Hoa Kỳ lọt vào trong danh sách những thành phố yêu nhau dài lâu. Ok, trong 11 thành phố ở miền Đông Hoa Kỳ thanh tùng có kể quá gì rồi, vừa kể xong. Bây giờ những thành phố top 5 ở miền Tây Hoa Kỳ là những thành phố nào mà có vị dễ dàng tìm thấy tình yêu bền vững? San Francisco. San Francisco đứng hạng 10 nha quý vị, đứng hạng 10 trong danh sách. San Francisco đạt điểm tối đa 5.0 hoàn hảo là thành phố lý tưởng để tìm tình yêu bền vững đặc biệt cho các cặp đôi đồng tính quý vị sẽ không ngạc nhiên khi nghe bản tin này đúng không tại vì san francisco là thành phố mà rất là thân thiện và rất là ưu ái mở rộng vòng tay để bao dung những người đồng tính từ chuyện yêu đương của họ cho tới quyền lợi của họ hôn thú của họ nơi sinh hoạt của họ nơi chăm sóc sức khỏe cho họ thì San Francisco là nơi lý tưởng nhất tại Hoa Kỳ dành cho các cặp đôi đồng tính đến yêu nhau và sống bên nhau dài lâu. Ngoài San Francisco thì thưa quý vị kế tiếp đó là thành phố Riverside ở miền Nam Cali đứng hàng thứ 11, thành phố Sacramento thủ phủ của Cali đứng hàng thứ 23. Đó là ba trong số những thành phố ở miền Tây Hoa Kỳ lọt vào danh sách nơi mà dễ tìm thấy tình yêu vĩnh cửu với nhau. Thưa quý vị dựa vào tổng cộng 8 thước đo khác nhau 8 thước đo khác nhau. Ok. Những cái thước đo những tiêu chuẩn đó bao gồm thí dụ như là tỷ lệ của những người kết hôn với nhau hoặc là cái khoảng thời gian dài mà các cuộc hôn nhân trải qua với nhau hoặc là tỷ lệ của những người ly dị. Rồi, sau đó đó họ cũng cân nhắc luôn cả tỷ lệ của những cặp đôi sống với nhau mà không đám cưới. Con số của những cặp đồng tính trên mỗi 1.000 cư dân con số của những nhà hàng lãng mạn dành cho các đôi tình nhân hay là những cửa tiệm bán các sản phẩm dành cho người lớn hoặc là những địa điểm đám cưới dựa trên mỗi đầu người dựa trên những điều như vậy thì người ta mới khám phá ra rằng là đứng đầu cho thanh tùng nhắc lại nơi có gì có thể đến tìm tình yêu vĩnh cửu cho mình đó chính là thành phố st louis tiểu bang missouri rồi nếu mà có gì muốn tìm tình yêu thì thanh tùng chỉ chỗ rồi ha còn tìm ai được hay không còn tùy thuộc vào quý vị của gì duyên, phận và sự may mắn của mỗi người nữa. Valentine thành tùng chúc cho quý vị thật may mắn trong việc đi tìm tình yêu. Ai có đôi có cặp rồi thì nắm tay anh thật chặt, giữ tay em thật lâu, giữ nhà quý vị buông ra mất ráng chịu nha. Sau ít phút quảng cáo em trở lại với thêm thông tin dành cho quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng kính gửi lời chào tất cả quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý đến phần 2 tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng ở phần 2 là câu chuyện nó nó khác những gì chúng ta đã nghe trong quá khứ. Đại dịch xảy ra thì các cơ quan y tế họ nhảy vào cuộc và họ có quyền để ra các điều lệ khác nhau nhằm bảo đảm sự uh, an toàn cho mọi người, nhằm làm chậm sự lây nhiễm của đại dịch bằng cách rằng là cách ly, đóng cửa, phong tỏa bắt quý vị là phải đi chích ngừa thì mới được vào rạp xem hát thí dụ như vậy và đặc biệt là họ đưa ra các điều lệ là quý vị phải đeo khẩu trang ở bên trong nơi công cộng áp dụng trên toàn nước mỹ áp dụng tại từng tiểu bang áp dụng tại từng địa phương khác nhau đó là chuyện mình đã quen nghe trong mùa đại dịch vừa qua còn bây giờ nó tới một giai đoạn khác đó là gì đại dịch đang trên đà giảm con số lây nhiễm đang trên đà giảm Mọi chuyện nó dần dần trở nên ở một cái giai đoạn là tất cả mọi thứ đều giảm đi. Sự nghiêm trọng cũng đã giảm đi. Đây là lúc người ta bắt đầu nói với nhau về việc Endemic, kết thúc đại dịch. Em sẽ giới thiệu với quý vị sau, sau khi giới thiệu với quý vị bảo trợ cho chương trình Hot News với Thanh Tùng vào giờ này đó chính là Angel Beauty thuộc lạc bên trong của thương xá Grand Century Mall San Jose. Giới đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 4084178638. Trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ hàng lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose bên cạnh DMV và đối diện Costco 408 279 5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Great Mall Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tim tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose, 408-293-5900. Hạt à, Santa Clara có đường dây điện thoại để trả lời trực tiếp các thắc mắc băn khoăn của quý vị về COVID-19 từ 8 đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Nếu bận đi làm trong ngày, có thể gọi mỗi thứ năm trong tháng 2 năm 2022. Sau giờ làm việc, từ 5 đến 7 giờ tối, sẽ có nhân viên trả lời trong nhiều ngôn ngữ, luôn cả tiếng Việt. Tiên vui lòng gọi số 408 970 2999. Khi quý vị nghe chưa kết thúc đã dịch cho Thanh Tùng nói liền kẻo không quý vị sẽ bị confused, kẻo không quý vị sẽ bị bối rối. a à, như vậy là hết dịch rồi sao? Dạ không. Không, không có chuyện hết dịch ở đây. Dịch vẫn còn. Virus vẫn còn. Covid-19 vẫn còn. Và chúng ta sẽ phải sống chung với dịch, sống chung với Covid. Chỉ có điều khác với hai năm vừa qua là gì? Bây giờ mình có thể kiểm soát được dịch. Mình có thể kiểm soát được đà tăng của dịch và khống chế ở những vụ bùng phát dịch nó khác với hai năm vừa rồi mình không khống chế được nó mình bối rối trước nó bởi nó quá mới mẻ nó quá hung hăng và mình chưa có vũ khí là vaccine bây giờ tình hình nó đã bắt đầu khác mình biết nhiều hơn về coronavirus mình bắt đầu có vũ khí là vaccine và trong thời gian sắp tới mình có thêm vũ khí nữa là gì quý vị thuốc trị covid 19 thí dụ như vậy của pfizer thuốc trị Covid sẽ có nhiều hơn trong những tuần lễ tới. Chứ không phải mấy tháng nữa nha. Nhiều tuần lễ tới mình sẽ có thêm thuốc trị Covid. Nhiều tuần lễ tới mình sẽ có thêm các loại thuốc trị Covid mà thuộc dạng đơn dòng. Có nghĩa rằng là, là dịch bệnh nó sẽ giảm đi. Và ngược lại trong thời gian tới, những cái nguồn cung cho các phương tiện chống Covid-19 nó tăng dần. Nhờ vậy, chúng ta bây giờ sẽ nói chuyện với nhau về việc kết thúc đại dịch có nghĩa là sống chung với dịch mình sẽ không còn phải quá lo lắng như hai năm vừa qua không lo lắng quá nhưng thận trọng và cảnh giác là điều mình đang nói chuyện với nhau bây giờ quý vị thấy nhiều địa phương bắt đầu cho quý vị dỡ bỏ cái khẩu trang khi quý vị đến bên trong những nơi công cộng đúng không bây giờ người ta không bắt nữa ngoại trừ một vài nơi thí dụ như quận hạt santa clara thì vẫn còn thế thì đây là lúc hết sức là tế nhị ở chỗ như vậy. Cơ quan y tế họ không còn bắt quý vị phải đeo khẩu trang nơi này, nơi kia, chỗ nọ, khi này, khi kia, khi nọ nữa. Bây giờ tất cả tùy thuộc vào quyền quyết định của quý vị. Nó tùy thuộc vào quyền quyết định cá nhân của mỗi người nên đeo khẩu trang hay không. Đây là lúc mình sẽ nói chuyện với nhau về những điều mà mình chưa bao giờ nói trong quá khứ. Bởi vì quá khứ mình đâu có được quyền quyết tự quyết định đâu cơ quan y tế bắt buộc phải đeo khẩu trang là mình phải đeo chứ bạn gì nháo. Nhưng bây giờ khi họ cho mình dỡ khẩu trang, mình được dỡ khẩu trang giữa lúc dịch bệnh vẫn còn, vi khuẩn vẫn còn, loan quanh đâu đấy ở trong cộng đồng. Hở là dính, hở là dính. Thế, khi nào mình nên đeo khẩu trang, khi nào mình không cần đeo khẩu trang, nó tùy thuộc vào hai yếu tố có gì? Đây là theo phân tích của các chuyên gia y tế. Tùy thuộc vào hai yếu tố sau đây mà có gì nên mở khẩu trang hay quý vị vẫn nên tiếp tục đeo khẩu trang yếu tố thứ nhất Quý vị là ai và thứ nhì quý vị đi đâu hai yếu tố đó nó sẽ quyết định nên hay không nên đeo khẩu trang quý vị là ai và quý vị đi đến đâu ok rồi bây giờ em giới với quý vị nha à, liên quan tới cái câu hỏi quý vị là ai bây giờ trước khi nói cái quý vị là ai trước bây giờ mình nói về những người mà đã chích ngừa booster Tất cả những ai đã chích liệu booster xin lưu ý. Đây là một cuộc nghiên cứu cho phổ biến vào hôm thứ sáu tuần trước. Bởi ai? Bởi chính CDC. Họ thấy gì? Họ thấy những liệu booster của Pfizer và Moderna. Nó giảm dần hiệu lực sau 4 tháng. Giảm bao nhiêu có gì? Giảm từ 87% xuống chỉ còn có 66% mà thôi. Tuy nhiên, các liệu booster vẫn bảo vệ một cách mạnh mẽ để chúng ta không có nặng đến độ vô bệnh viện. Nhưng rõ ràng là sau 4 tháng thì booster nó giảm. Thành ra những ai mà cũng như Thanh Tùng là một trong những người đi rất là hăng hái đi chích liệu booster. Em chích liệu booster hồi tháng 9 năm ngoái. Tháng 9 năm ngoái, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2. Bây giờ là qua tới tháng 2 là 5 tháng. Điều đó có nghĩa rằng là những ai mà như Thanh Tùng thì liều booster đã bắt đầu giảm hiệu lực rồi. Cho nên quý vị sẽ không thể ngồi đó quý vị nói, à ah, tôi đã có liều booster rồi, chơi bà con ơi, quẩy lên bà con ơi, lên nóc nhà bắt con gà, lên nóc nhà bắt con gà bà con ơi, quẩy tưng bừng khoa đi bà con ơi, no way Jose. Sau 4 tháng booster giảm rồi, quý vị không tự bảo vệ mình, dính ráng chịu. Ok, rồi bây giờ quý vị lưu ý dùm em, điều đầu tiên quý vị là ai? nếu nha nếu quý vị là người phải nuôi cả gia đình nếu quý vị là người phải chăm sóc cho nhiều thế hệ trong một gia đình nếu quý vị không thể nghĩ làm được hay nếu trong thời gian sắp tới quý vị sẽ có sự kiện đi đâu đó xa quý vị không thể vắng mặt được đó là lúc quý vị phải nên cẩn thận và đeo khẩu trang đơn giản vậy thôi rồi bây giờ nè quý vị có thể bỏ khẩu trang ra nếu quý vị khỏe mạnh, quý vị trẻ dưới 65 tuổi, quý vị đã có chích liệu booster rồi, giờ quý vị có thể nghỉ một tuần lễ ở nhà bị bệnh mà không bị lo lắng về tiền lương của mình. Thí dụ như vậy, giờ quý vị sống chung với những người giống như quý vị như vậy, thì lúc đó quý vị có thể bỏ cái khẩu trang ra. Ok, rồi nếu như đây là trường hợp quý vị có thể nên đeo khẩu trang nè, quý vị khỏe mạnh dưới 65 tuổi quý vị đã có chích liệu booster quý vị sống chung với những người tương tự như quý vị và quý vị có bảo hiểm có y tế và quý vị có thể được nghỉ bệnh ở nhà mà không lo về vấn đề lương bổng giống như cái phần trên á và quý vị cũng có thể sắp có một chuyến đi xa điều quan trọng thì quý vị nên đeo khẩu trang quý vị trên 65 tuổi đã có chích liệu booster rồi nên đeo khẩu trang đó là lời khuyên bây giờ trường hợp này là quý vị cần phải đeo khẩu trang nè Quý gì khỏe mạnh, quý gì dưới 65 tuổi, quý gì đã có chích liệu booster rồi nhưng quý gì sống với những người có nhiều rủi ro bị nhiễm bệnh, thí dụ như ông bà cha mẹ của mình có những cái bệnh nền thì dù quý gì khỏe mạnh mà quý gì sống với ông bà cha mẹ, Quý gì đi ra đường vẫn nên đeo khẩu trang. Ok. Rồi, hay là quý gì khỏe mạnh, quý gì dưới 65 tuổi, quý gì có chích liệu booster rồi nhưng quý gì sống với trẻ em là những bé chưa tới tuổi đi chích vaccine ngừa Covid-19 Quý gì nên đeo khẩu trang. Thí dụ như vậy rồi đó là do đó là cho những người quý vị là ai còn những nơi mà quý vị đến nè nếu quý vị đến những nơi mà có hệ thống không khí tốt lọc không khí tốt ít người thôi ok có thể bỏ khẩu trang ra nhưng khi quý vị đến một nơi mà ta nói nó nó nó, nó xếp chỗ ngồi á mình đứng ở nhau như cá mòi á như cá hộp vậy đó mà hệ thống cái Điều hòa không khí nó rất là tệ Thì đó chính là khi mà quý vị nên đeo khẩu trang dù quý vị là ai Cho nên quý vị nhớ dùm em có hai yếu tố quý vị là ai và quý vị đi đâu Tự quý vị sẽ quyết định nên đeo khẩu trang để tự bảo vệ cho mình hay không Một lần nữa chúc quý vị Happy Valentine Và tất cả mọi người đón Valentine trong sự an toàn Mọi người luôn khỏe mạnh Khỏe mạnh để còn yêu nhau dài lâu nha quý vị Hẹn gặp quý vị tiếp mục Hot News sẽ thanh tùng kỳ tới